Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng về tinh thần đích thực của Giáng sinh. Vào đêm trước Giáng sinh, tôn vinh đản sinh thánh thiện của vị minh sư đáng tôn thờ, Đức Chúa Giêsu Kitô, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư kính yêu nhất đã chia sẻ một thông điệp chân tình với thế giới về ý nghĩa đích thực của thời điểm trong năm được trân quý khắp nơi. Sau đây là một số điểm nổi bật. Mến gửi tình thương của tôi đến quý vị nhân danh Chúa Giêsu và nhân danh Thượng Đế Toàn Năng. Giáng sinh lại đến, một năm đã qua, quá nhanh. Quả là một năm đáng nhớ. Ngày nay, nhiều người mừng lễ Giáng sinh trong nhà của họ hoặc với bạn bè, hoặc với đoàn thể, hoặc qua Zoom. Nhiều người không mừng Giáng sinh, nhiều người không đủ khả năng. Tôi không mừng lễ Giáng sinh, tôi gửi quà cho đội ngũ làm việc ăn mừng, nhưng chính tôi không ăn mừng bất cứ gì hết. Hôm nay tôi ở đây để nhắc nhở quý vị về tinh thần Giáng sinh. Giáng sinh không chỉ toàn là về bản thân chúng ta, rằng mình có một bữa tiệc lớn giết hàng triệu động vật, gà tây, những thú vật vô tội. Họ muốn sống, họ muốn vui hưởng cuộc sống, họ cũng muốn ăn mừng Giáng sinh trong tim họ. Nhưng chúng ta cắt ngắn đời sống của họ, tước đoạt cuộc sống của họ mà không đắn đo. Tôi không muốn khóc bây giờ. Hãy nghĩ về điều đó. Chúng ta không cần phải giết gà tây để mừng đản sinh của Chúa. Ngài chưa bao giờ ăn bất kỳ sản phẩm động vật nào. Ngài ăn trường chay. Ngài thuộc dòng Essene và họ luôn ăn chay. Vì vậy, nếu chúng ta ăn mừng đản sinh của Chúa, lễ Giáng sinh, chúng ta nên nhớ tất cả những điều này. Giáo lý của Chúa là quan trọng. Nếu tự nhận mình là tín đồ của Chúa Giêsu, thì chúng ta nên nhớ điều chủ yếu trong giáo lý của Chúa, đó là lòng từ bi, tình thương cho muôn loài. Thế giới chịu quá nhiều đau khổ rồi, và bây giờ chúng ta còn có đại dịch này, và đại dịch vẫn chưa chấm dứt. Đại dịch vẫn chưa xong xuôi. Đại dịch tiếp tục lan rộng và phát triển thêm. Nhiều chủng virus, nhiều biến thể hơn, để các nhà khoa học và bác sĩ vẫn lo lắng thắc mắc vaccine mới sáng chế liệu có hữu hiệu hay không. Lòng tôi quặn thắt, đau đớn quá nhiều. Tôi không đủ nước mắt khóc cho nhân loại. Tôi không thể nói đủ cảm giác của mình như thế nào. Trong thế giới này, không ai phải đói bao giờ hết. Chúng ta có thể cung cấp hỗ trợ tài chính để họ có thể bắt đầu công việc kinh doanh riêng. Chúng ta có thể tặng họ đất đai, bất cứ ai cần đất, để trồng thực phẩm thuần chay. Chúng ta có thể thay đổi tất cả những trang trại chăn nuôi này thành các trang trại thuần chay hữu cơ. Cơ sở đã có rồi, chỉ cần thay đổi một số. Đất đã có, nhân viên đã có rồi. Mọi người đều có thể chuyển đổi thành một trang trại thuần chay hữu cơ, bất cứ lúc nào. Tôi nhớ khi còn ở châu Âu, mặc dù không nhớ tôi đã ở đâu lúc đó. Tôi ở trong một khách sạn, chờ để đi đâu đó, và tình cờ đọc một tờ báo từ Anh. Kể chuyện một cậu bé đâu đó ở châu Phi, nói rằng tất cả những gì em cần là 30 bảng Anh, thì em có thể chăm sóc cả gia đình em, ý là em có thể canh tác đất đai. Em có thể có đủ tiền mua hạt giống để canh tác đất đai của em, hoặc một số thiết bị phục vụ trồng trọt. Đó là tất cả những gì em cần. Vì vậy, tôi đã gửi cho em một tấm séc 100 bảng Anh hay gì đó hoặc hơn. Tôi không nhớ nữa. Ý tôi là không cần nhiều lắm cho con người chăm sóc bản thân họ. Và thật đáng thương khi những người làm việc chăm chỉ này, những người thành khẩn, vẫn phải chịu đói vì không có phương tiện để chăm sóc bản thân. Trong khi đó, chúng ta, trong các xã hội giàu có quá nhiều, quá nhiều. Chúng ta phí phạm bất cứ thứ gì và mua thuốc và tất cả các loại độc tố, và gọi đó là thú vui. Chúng ta tự hủy hoại mình với nhiều thứ mà thực sự không cần thiết. Chúng ta càng muốn những thứ này thì càng lệ thuộc vào chúng. Rồi thì chúng ta chỉ trở nên ngày càng tệ hơn về mặt thể chất, tinh thần và về mặt tâm linh nữa. Thật đáng thương. Chúa Giêsu đã hy sinh vì chúng ta và chúng ta đã không dùng nhiều lắm giáo lý của Ngài. Lời giảng dạy của Ngài không chỉ là những thứ vật chất, không chỉ là văn bản bài giảng, bởi vì những gì Ngài đã nói
các vị minh sư khác cũng đã nói trước đó rồi, nhiều hoặc ít, trước Ngài hoặc sau Ngài. Những gì Ngài ban là thứ không nói bằng ngôn ngữ con người. Nhiều minh sư đã dùng nó để dạy và thăng hoa đệ tử của các Ngài. Chúa Giê-xu cũng đã làm như thế. Vào lúc Chúa Giê-xu làm phép baptizing, người ta đã có thể nhìn thấy dương quốc của Chúa một chút thoáng qua. Ngày nay chúng ta vẫn có thể, nếu có một vị hướng dẫn tốt, vị thầy tốt, minh sư tốt, là vị biết giúp chúng ta khai mở dương quốc của Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy. Tôi chỉ muốn nhắc quý vị về tinh thần Giáng sinh. Nếu quý vị thực sự tôn thờ Chúa Giê-xu Ki-tô, quý vị phải theo Ngài bằng giáo lý của Ngài. Cho dù chưa khai ngộ, quý vị phải làm những gì có thể về mặt hữu hình để giúp đỡ lẫn nhau và để ngăn chặn tất cả giết chóc, ngừng tất cả chiến tranh. Ngừng tất cả chiến tranh với con người, ngừng mọi chiến tranh với động vật. Rồi thiên đàng sẽ khoan dung hơn với chúng ta và chúng ta sẽ không phải chịu đại dịch hoặc bất kỳ thảm họa nào khác nữa. Đó là việc khẩn cấp nhất cần làm. Và để khai ngộ, quý vị phải tìm một vị hướng dẫn, minh sư, vị thầy. Thật vậy, một người có thể thăng hoa quý vị ra khỏi thế giới này và thế giới tiếp theo. Bởi vì các thiên đàng thấp hơn chỉ là sự khởi đầu. Có những nơi tốt hơn để chúng ta hiện hữu. Và năm mới sắp đến, chúng ta nên bắt đầu một lối sống mới, ăn thuần chay, tử tế, rộng lượng, đối xử tốt với những người xung quanh. Được rồi. Cảm ơn rất nhiều. Và tôi chúc quý vị những điều tốt đẹp nhất. Xin Thượng Đế ban phước cho tất cả chúng ta cho đến khi chúng ta thay đổi tốt hơn. Chúng ta phải thay đổi tốt hơn. Giáng sinh và năm mới. Hãy hứa với chính mình và Thượng Đế rằng quý vị sẽ thay đổi tốt hơn, nhân từ hơn, từ bi hơn, quan tâm hơn đến tất cả chúng sinh trên tinh cầu này. Amen. Vào thời điểm đặc biệt này trong năm, chúng ta tưởng nhớ về tình thương và hy sinh vĩ đại của Chúa Giê-xu Ki-tô và tất cả các vị minh sư tâm linh, quá khứ và hiện tại, những vị đã ban ân cho tinh cầu này. Chúng con xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư về thông điệp tha thiết của Ngài như một đấng bằng hữu thật sự. Ngài đã ban sự dẫn đạo yêu thương trong khi không ngừng rơi lệ vì loài người lầm lạc. Trong sự bao dung của thiên đàng, mong sao chúng ta lưu ý tới lời khuyên sâu sắc của Sư Phụ và thực hiện các quyết tâm mới dẫn đến đời sống thuần chay, từ ái, do đó thực sự giúp lẫn nhau và giúp chính mình.